quý vị thân mến, xin giới thiệu lại một lần nữa đội hình quen thuộc chủ nhà, nghệ sĩ Việt Hương và nghệ sĩ Trấn Thành. Góp mặt trong đội khách mời là ba nhân vật vô cùng quen thuộc: ca sĩ Tony Ngô, diễn viên Miu, ca sĩ Buka. Trăm nghe không bằng một thấy, ca liền một bài để chứng minh mình là ca sĩ em. À, đến nước này thì phải thể hiện thôi. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng, trên tay em cầm một đóa hoa tức cầu. Chúng ta tiếp tục chương trình lời thưa quý vị. Lời hoa mà anh cảm ơn em, mời em ngồi. Chưa hết, em thích cái đoạn điệp khúc hơn. À, giờ mời em luôn. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Không. Em hát vậy ai mà muốn về? Nhưng mà ngoan nè, ngoan nha. Lát anh phát cho viên Panadol uống cho đỡ nhức đầu nghe chưa? Nha. À, ba bạn là lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình. Rồi cảm giác ngày hôm nay sao? Chị nói đi chị. Rồi chị. Dạ cảm giác ngày hôm nay là thấy 50 triệu là một cái số tiền rất là lớn. Trời dạ. Ơi, kêu cảm giác tới sao? Cảm giác là 50 triệu số tiền rất lớn. Hành văn á là đầu tiên là mình sẽ đưa ra cái mục đích trước. Đó, sau đó về tới cảm xúc. Sau đó cảm xúc dạ. Thì cũng giống như là em muốn lấy cái 50 triệu đúng không? Thật sự ra mà nói thì anh biết là tụi em cũng chân thành thôi và chơi là vì tiền. Nhưng mà anh nghĩ là cũng không đơn giản đâu. Dạ, đối với em thì tiền bạc nó không thành vấn đề. Tại bởi vì đi chơi vui là chính, nhưng mà cũng cảm thấy là 50 triệu nó cũng hơi vừa vừa đó. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Dạ, nói chung là đội tụi em hôm nay đến đây với tiêu chí là cơm áo gạo tiền. Hy vọng tụi em sẽ làm được điều đó. Dạ. Vòng đầu tiên, lợi thế Buka nhiều hơn. Wow. Chắc chắn luôn. Nó không thiên về hát, nhưng sẽ lợi thế dành cho em. Dạ. Trước khi đến vòng đầu tiên, mời quý vị giải lao trong giải lao. Chúng ta đã quay lại với người bí ẩn để đến vòng đầu tiên, lợi thế thuộc về Buka 100%. Wow, em nôn quá anh ơi. Ngay bây giờ, người bí ẩn sẽ xuất hiện. Xin mời. Trời ơi, cái gì vậy? À! Trời ơi. Trời. Trời. Trời ơi. Chúng ta cùng nhau đi tìm Nam Vương quốc tế. Wow. Ghê chưa? Ghê. Quốc tế luôn hả? Và nếu như là nữ tìm được thì sao ạ? Mình có được tặng luôn anh đó không anh? Được tặng một đêm đi ăn tối. Đúng vậy, tại nhà hàng 10 khó. Được. Chúng ta đến với Nam Vương đầu tiên. Vì anh là sói ca nên dù cho ma là anh vẫn star như thế. Việt Hương đừng có trêu chọc anh mà. Trời ơi. Buka nè, diễn quá đớp tim người ta. Người ta có thả tim rồi đâu ha, người ta cần người mặn hết. Mà anh là Nam Vương thế giới. Miu à. Dạ em hả? Hẳn em là người đã biết anh từ chiều qua. Vì anh là người em vẫn thấy khi nằm mơ. Và anh là Nam Vương thế giới. Dạ. Việt Hương, nếu như em chọn những chàng trai này thì em chỉ là nữ vương của một người trong suốt cuộc đời mà thôi. Còn nếu như em chọn anh thì em sẽ là nữ vương của toàn thế giới. Bởi vì anh chính là Nam Vương thế giới. Trời ơi. Dạo này mấy đứa Nam Vương đồ gu nó lạ quá. Gu mặn thôi. Tôi có gương mặt nhìn nghiêng tuyệt mỹ, trán mũi cằm đường nét thật thanh tao, sắc vóc trời ban nở nang cuồn cuộn. Việt Hương gặp chị hơi muộn nhưng cũng không sao. Tôi là Nam Vương thế giới. Cơ hội cuối cùng vẫn còn người nữa. Tôi có một chiều cao lý tưởng và tôi có một cơ thể săn chắc, không có như ai kia. Ai kia nhìn tôi à? Tôi là Nam Vương thế giới.
Bạn số 1 ơi, cái chuẩn để đi thi Nam Vương Thế Giới là 1 mét mấy? 1m75, body phải cân đối. Khi thi có phải cởi ra để nhìn thấy sáu múi hay gì không em? Trong phần thi sẽ có phần thi diễn đồ bơi. Anh được Nam Vương là năm vừa rồi ha anh? Đúng rồi. Vậy thì cái năm trước của anh đó là ai được Nam Vương vậy anh? Trung Quốc. Tên gì? Bạn nói tên tiếng Trung Quốc. À bạn không biết đúng không? Tên tiếng Trung Quốc bạn không biết phải không? Ok. Số 3. Em đi thi đâu? Em đi thi ở Philippines. Gồm có ai mà được gọi là thế giới? Cuộc thi gồm có châu Âu, châu Á và cả châu Mỹ. Cái mùa trước của anh đó thì là nước nào là được Nam Vương ạ? Ai Cập. Ồ. Số 4. Em được chọn vô vòng bán kết là còn mấy người? Là còn 8 người. Số ít vậy? Vậy chung kết còn mấy người? Còn 3 người. Số 5. Số 4 nói đúng hay nói trật? Sai hoàn toàn. Bán kết còn 15 người. 15 người, chung kết còn nhiêu người? 10 người. 10 người. Bao nhiêu người đi thi mà còn 15 người vô bán kết? Khoảng 45 nước à. Số 3. Số 5 nói đúng không? Số 5 nói sai. Vậy bao nhiêu nước? 36 nước. Trời đất ơi, tụi này giỡn mặt thiệt. Bây giờ, mỗi người một cuộc thi đó. Ê, rồi 36 nước bán kết còn nhiêu? Không có bán kết, 36 nước là chung kết. Và sẽ chọn ra top 3 và top 5 trong đêm chung kết. Ủa sao ba bạn kia đứng chắp tay đằng sau mà hai bạn số 4, số 5 không chắp cái tay? Cái cách đứng này của mỗi người á, thì mình có thể đứng đằng trước, mình nắm hai tay lại. Và mình đứng đằng sau để mình trả lời ban giám khảo, để thể hiện sự tôn trọng trước những câu hỏi của ban giám khảo. À, hay quá. Tất cả hãy trả lời số 1 có bầu chưa? Chưa. Số 2? Dạ em chưa. Số 3? Dạ chưa. Số 4? Dạ chưa. Số 5? Dạ chưa. Trời, hai em sáng tươi. Nhưng mà em không cần biết vấn đề đó. Em muốn biết là năm anh có anh nào mang gì độ không ạ? Muốn gì Buka? Không, em hỏi những người biết ai. Hỏi ai? Hỏi cả năm anh. Có hay không? Không. Không à? Anh không. Anh không. Hên xui. Anh xui nha, cho năm anh chơi. Hên xui. Anh Thành có không? À không, hôm nay không. Bây giờ mọi người cần gợi ý hay không? Có gợi ý. Cởi áo ra ha anh. Có. Cô giáo mà sao đâu á cô giáo. Họ sẽ catwalk. À, wow. Ok. Nhưng các bạn nên nhớ là catwalk là người mẫu nha. Người ta có trà trộn người mẫu vô đây. Cứ Nam Dương là nhiều khi người ta đi bình thường lắm á. Rồi, mời. Vô. Đẹp trai, sao lại nhìn càng gần càng đẹp trai. Sai. Đi ghê quá, bác bảo vệ đi vô. Bác bảo vệ. Đã quá đủ rồi. Anh ơi. Bác mẹ, mời bác vô. Ở trên xa xa đó mình nhìn không ra, mình lại gần á nhìn đẹp trai quá. Rồi nãy nhìn trên đó em nghĩ là anh số 3, số 2 rất là lùn luôn á. Đừng nghĩ gì nữa, mời chọn con số. Chết rồi, giờ sao? Sao bây giờ số 1 và số 3 đều đẹp trai, bây giờ chọn ai? Số 2, số 4, số 5 cũng đẹp luôn. Đội chủ nhà chọn số 3, đội khách chọn số 1. Tại sao lại chọn số 1? Chị Miu kêu. Thật sự lúc mà nhìn gần thì các bạn đều ngang như nhau và kiểu là tướng body rất là đẹp như nhau luôn. Nhưng mà em vẫn chọn số 3 bởi vì cái gương mặt và cái tướng đi của bạn nó rất là chuẩn. Tức là chỉ một mình Miu chống chọi cả thế giới. Không phải, không phải. Hồi nãy là cái anh số 1 xuống anh đứng đây nè, anh bắn tim, anh hung môi xa gì với Buka đó. Anh số 1 là Buka bắn số 1 rồi. Anh bắn tim em, anh số 4 cái anh bắn. Mê trai rồi đủ thừa cho nhau. Nhưng mà bây giờ em mới nghĩ ra là chết rồi. Không lẽ số 1 người ta Nam Dương mà người ta lại bắn tim người hung môi xa với Buka sao? Em đề nghị số sau là cho chọn con gái đi, đừng có cho con trai mà lẫn vẩn trước mặt em nữa. Sao vậy? Em khó chọn, em bị bối rối. Đội chủ nhà vì sao lại chọn số 3? Đẹp quá. Nãy nhìn từ xa thấy không đẹp thiệt. Che quá che. Nhưng mà giờ lại gần, trời ơi. Trời ơi, cái eo nè, cái eo nè. Hỏi đẹp lắm. Đẹp thiệt, không mà đẹp thiệt. Ý là mình cầm cái cây á,
mà chia bạn ra làm đôi là hai nửa bên mặt bằng nhau y như nhau luôn á, cân đối mà đẹp thiệt. Với lại có một điểm mà không biết đúng không, nhưng mà nếu mà không đúng, bạn không phải là Nam Dương, bạn cũng nên làm người mẫu, tại tướng đi của bạn đi rất là thẳng ha. Bạn số 4 á là đẹp nhất, tại vì bạn cao hơn mọi người một tí, nhưng mà cái chân của bạn đi nó không có đẹp. Ủa tại sao anh chị có thể nhìn cả dáng được vậy? Em toàn là chăm vô cái mặt. Số 3 bạn đi thẳng lắm. Đúng rồi nè, số 3 đi thẳng lắm. Nhưng mà 5 bạn đều đẹp nha. Các bạn khi mà xong chương trình này, 5 bạn đều bước ra khỏi chương trình này nói là tôi là Nam Dương của người bí ẩn nha. Tại 5 bạn đẹp lắm, thần thái sang trọng. Thưa quý vị, ai đúng ai sai, tất cả sẽ có sau vài phút giải lao. Kết quả của chương trình Nam Vương là ai vậy? Số một. Số 3. Thôi, vì một cái bắn tim thôi mà đánh mất cơ đồ. Mời vị trí số 1 giới thiệu. Mình tên là Henry Nguyễn, mình 28 tuổi, hiện tại mình đang hoạt động nghệ thuật tự do. Mình không phải là Nam Vương. Không, số 1 đẹp trai. Số 1, có người yêu chưa? Chưa kìa, vô. Chưa kìa. Số 1 ơi. Số 1 chưa có người yêu. Ở nhà anh còn một người bạn rất là đẹp và tốt tánh. Em có thích chị Lê Giang không? Anh này. Đây nè, mời vị trí số 2. Em tên là Nguyễn Quyền và năm nay em 24 tuổi. Em đang hiện là một fitness trainer và là một vận động viên thể hình chuyên nghiệp. Wow. Trời ơi. Dạ em tên là Nguyễn Thành Tính, hiện tại em là huấn luyện viên fitness. Em là Minh Tuấn, em là Nam Vương cầu ông lạnh chứ em không có phải là Nam Vương thế giới. Ông lạnh là vui rồi, không sao đâu. Mà khoái nhất là thật thà, hỏi về có độ ngon hơn xui. Đây. Để tôi phụ giúp. Đứng im. Mình đẹp mình không làm gì hết á. Ơi. Anh Giang ơi, anh Giang, anh Giang, anh Giang, để mi vô hoặc Moka lên mở. Anh đó lại đi, lại đi. Trời ơi, ta kìa. Trời đất ơi. Y như mẹ con cám. Trời ơi, thiệt. Quá xá không? Mở ra đứng xa vậy, mi vô. Mở cái bên đây mà. Hai đứa mở dây đó. Mi vô chọn số 1 mà chị. Mi vô chọn số 1. Em mở cái sợi dây cột. Mở lẹ đi. Trời ơi. Anh đẹp hổ. À hổ giá, hổ. Anh đẹp mà nghiêng ngả luôn á. Cô ca đi về đi. Cô ca. Dạ. Em rảnh không? Rảnh lắm anh ơi. Vô cho phòng quá trang nghỉ 15 phút đi. Hai đứa xuống ghế ngồi. Số 3, giả bộ xuống ngồi thử luôn đi em. Đi đi theo anh cái. Rồi, buka ra ra. Trời ơi, mặc đồ xấu, né né ra coi. Ủa? Đúng rồi. Đi ra chỗ khác. Mày vô ngồi giữa. Vô ngồi giữa. Johnny quạt, buka đưa menu. Hay, đẹp rồi, đất ơi. Em là người hầu thôi, đưa menu rồi đi vô đi. Ê, nhưng mà em tôi bù lại nó hát giỏi ha Johnny ha. Dạ, em nhảy hay lắm á chị. Nhảy hay nữa. Dạ. Em ra em nhảy em hát cái rồi cứu lại liền. Cố lên Johnny, em ủng hộ anh, cố lên. Dạ, có gì lát nữa cho mình xin lại cái ghế nha bạn. Có tài năng. Về. Yeah. Về chỗ ngồi lại. Yeah. Nhưng mà còn một đứa nữa chắc đuổi luôn hả? Johnny, anh đứng lên đi trả ghế cho Johnny. Đi về với em. Ê, 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 không, không. Bạn về vị trí của bạn thôi, bạn về vị trí của bạn thôi. Sao vậy? Đây, đây,
Rồi, âm nhạc y như nãy cho Buka nhảy. Tôi đề nghị một bài có giai điệu saxophone sexy. Buka wow. sẽ biểu diễn với anh này. Anh này là một bức tượng. Vô. Sexy. Đừng làm vậy. Em sao có dịp tiên rồi để người ta lại. Rồi về là chú cũ. Xin tạm biệt những người bí ẩn. Dạ xin chào ban giám khảo và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình. Em là Cao Xuân Tài và em là Nam Vương Thế Giới năm 2018 thi tại Philippines. Mình vượt qua bao nhiêu quốc gia? Cuộc thi của em là vòng chung kết có 36 quốc gia. Man of the World 2018 is Vietnam. That means our first runner up is Philippines. Learning is my passion, sharing is my mission. Show that we care for the nation. I am man of Buông hai tay. Chi, nó nghe chi. Giả bộ dán lên lấy động lực đi tập cái coi. Dán làm như muốn ăn ta luôn vậy trời. Dán làm gì vậy trời. Ngại. Em là Quảng Nam Đà Nẵng luôn á hả? Dạ đúng rồi anh. Em là Đà Nẵng. Cô người miền Trung. Một bên thì trời ơi thiên nga, một bên ý trời thiên lôi. Buồn rồi, thôi nghe. Lặng luôn. Lặng, một lốt lặng luôn. Rồi, xíu gì xíu đi. Trời ơi, có cái mặt kìa. Trời ơi, ẩn trong lửa mà cái mặt đẹp hú hồn. Vi Lai. Bên này, hi, vali. Yeah.
Em ơi, giờ đẹp đẽ mà đi chụp hình quảng cáo rồi thôi em, bớt bớt xiếc lỡ. Em đối với xiếc cũng có một thứ tình cảm rất là đặc biệt. Mới bước chân vào xiếc thì chắc chắn cái cảm giác sợ hãi, hồi hộp và đau đớn thì chắc chắn là phải có. Nhưng mà nó mang lại cho em cái sự gì đó hãnh diện. Và lý do thứ hai, mọi người vì chưa có nhìn nhận đúng về nghệ xiếc và chưa có nhìn nhận được những cái công sức mà một nghệ sĩ xiếc phải bỏ ra. Và em muốn góp thêm tiếng nói để cho mọi người nhìn nhận nghệ xiếc giống như là một bộ môn nghệ thuật đỉnh cao. Đẹp đẽ mà sống hay ho nữa. Tại vì em không có muốn là người ta nhìn thấy là người mẫu chỉ được là đi ra đẹp thôi. Cho nên em chọn cái gì mà em phải dùng sức và dùng cả cái tâm huyết của mình để tập luyện cho mọi người thấy là người mẫu cũng không phải là nhàn rỗi không ha. Nhưng mà em lại muốn có một cái nghề và tôn vinh một cái nghề đàng hoàng. Và em chỉ tiếp xúc trong vòng 3-4 tháng thôi mà làm được vậy đó. Mình nói chứ ở tài thì thành cảm nhận được cái này. Đó là cái người tử tế. Nói ra thôi mình thấy sống đàng hoàng. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Anh vậy là có duyên quá rồi. Em cũng biết về xiếc và cũng đã từng làm xiếc đu dây. Thôi, thay đồ. Cảm ơn Tài nha. Em cảm ơn chương trình, cảm ơn mọi người.